Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. VinFast tiết lộ thời gian cụ thể giao lô xe đầu tiên và cho phép đặt trang bị nhỏ lẻ không cần mua cả cụm. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thị trường ô tô xe máy. Sau quyết định để khách hàng chọn mua cả gói trang bị hàng trăm triệu đồng gây nhiều tranh cãi, VinFast chính thức công bố giải pháp tùy chọn nâng cấp trang thiết bị và các tính năng theo sở thích của cá nhân. Cách đây vài ngày, VinFast mở một trang web để khách hàng có thể tùy chọn trang bị thêm option cho những chiếc xe đã đặt trước. Khi đó, nhiều trang bị chỉ được đặt theo gói chứ không được nâng cấp lẻ. Có gói option giá tới cả trăm triệu đồng, bao gồm món đồ nhỏ như sạc không dây mà người mua không thể mua rời. Theo công bố mới nhất của VinFast vào ngày 24 tháng 4, sẽ có hai phương án hoặc tự do lựa chọn từng chi tiết đơn lẻ hoặc gói nâng cấp đồng bộ. Phương án đầu cho phép khách hàng tự do lựa chọn các chi tiết nội ngoại thất và tiện ích giải trí, an toàn trong xe, đáp ứng nhu cầu sở thích cũng như khả năng tài chính của từng người. Cụ thể hơn, với phương án đầu tiên, khách hàng có thể tùy ý trang bị thêm cho chiếc xe của mình từ 1 cho đến hơn 20 chi tiết nội ngoại thất và những tính năng bổ sung như giải trí an toàn với giá đa dạng từ 1 đến 2 triệu đồng một chi tiết. Phương án nâng cấp theo gói giúp cho chiếc xe được đồng bộ hơn với các mẫu xe Lux A2.0 và SA2.0 có các gói nội thất như cao cấp hay thượng hạng với các mức giá khác nhau để người mua tự lựa chọn. Gói giải trí gồm có âm thanh 13 loa kèm ampli, kết nối Wi-Fi, định vị bản đồ tích hợp. Gói ngoại thất bao gồm cả kính cách nhiệt tối màu, viền chrome và giá nóc. Ngoài ra còn nhiều trang thiết bị cao cấp khác mà khách mua dòng xe cao cấp này có thể lựa chọn. Với VinFast Fadil, ngoài nâng cấp về nội ngoại thất và các tính năng giải trí, khách hàng có thể lựa chọn gói nâng cấp về thiết bị an ninh an toàn với hệ thống 6 túi khí, cảm biến hỗ trợ đỗ xe, chống trộm và tính năng tự động khóa cửa khi di chuyển. Trước đó, có những người đăng ký trang bị thêm cho mẫu xe Lux A2.0 và SA2.0 và Fadil. Đối với trường hợp khách hàng đã đăng ký, nếu có nhu cầu thay đổi option có thể liên hệ trực tiếp với đại lý để biết thông tin chi tiết. Theo kế hoạch, nhà máy sản xuất ô tô VinFast sẽ khai trương vào ngày 14 tháng 6. Các xe đầu tiên sau khi xuất xưởng hàng loạt sẽ được làm thủ tục đăng kiểm với cơ quan của Việt Nam và dự kiến từ giữa tháng 7 sẽ bắt đầu bàn giao xe. Đây là những mẫu xe bản tiêu chuẩn. Người mua xe có thể trực tiếp lựa chọn option thông qua các đại lý, showroom hoặc trên trang web từ tháng 5 năm 2019. Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa sắc nét và đẹp mắt. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ, hạnh phúc và thành công.